Vâng, xin chào các bác. Tôi mới về được mấy con âm ly rất quen thuộc nên là tôi lại đăng lên giới thiệu đến mọi người. Builder 7600 trơn, dưới cùng hai mẫu dưới cùng. Bán giá là 5,5 triệu vứt giá cũ, đánh 2 đôi loa AVA cộng B công suất 120W. Nghe nhạc vàng nhạc trữ tình quyên sầu luôn, một mẫu âm ly rất tên tuổi trên thị trường. Và phía trên, Builder 7602 là mã 6,5 triệu đồng, cao hơn 1,5 triệu. Công suất 115W. Tiếp theo là một mẫu đầu băng cassette hoạt động hoàn hảo, Pioneer CT405, bán giá 3 triệu đồng. Tất cả những mẫu này đều đẹp xuất sắc luôn, mặt tiền đẹp xuất sắc luôn, hàng bán ra bảo hành với chất lượng. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đến tận nơi mua hàng hoặc đặt cọc 1 triệu vào tài khoản để gửi hàng đi. Phí vận chuyển người mua phải chịu giống như cước đi lại. Nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá, quê hương bao la những chiều đóng quân đèn rừng. Gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vâng, xin chào, hẹn gặp lại.